Viêm, chào cờ chặt. Vì theo kèo Pháp mà bốn người đàn ông này rủ nhau đi vào rừng cắm trại, họ xách theo ba con gà, chăn màn và một vài dụng cụ cần thiết, đặc biệt họ không quên dầu rán. Đi được một đoạn thì cả bốn người đều thấm mệt và họ đã quyết định nghỉ chân một lúc cho đỡ mệt rồi họ tiếp tục đi tiếp. Chuyển cảnh thì họ lại bắt gặp cái lán rách của người đàn ông sống một mình trên núi. Cuối cùng họ cũng lên đỉnh, cảm giác thật là sướng. Sau khi lời qua tiếng lại, bốn người đàn ông này cũng chọn được hướng để có view đẹp nhất. Họ đào hố, đóng cọc, căng dây rồi cuối cùng là che bạt lên làm mái. Ba con gà xách theo cũng được chọn chỗ đẹp nhất để thả, sau đó thịt dần. Tiếp tục ba người còn lại chui vào rừng đặt bẫy. Còn một người đàn ông ở lại trong lều lán rồi kiếm ít củi để nấu bữa trưa cho cả nhóm. Khoảng một tiếng sau thì cả bốn người đàn ông đều có mặt tại lán, họ cùng nấu nướng, cùng nhau vào bếp. Đúng chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Ở độ cao hơn 680m, họ chỉ biết làm món gà nấu cây chuối. Cây chuối được thái trực tiếp vào nồi. Cảnh này làm tôi nhớ lại cảnh hồi bé mẹ tôi hay thái cây chuối cho lợn. À mà thôi, chuyển cảnh bên này thì người đàn ông này đang tẩm ướp gia vị cho một loại thịt. Khi gia vị đã ngấm đều, anh ta dùng hai ống nứa nhồi chặt thịt vào trong ống nứa. Chỉ ít phút sau hai ống nứa đã đầy thịt, họ từ từ hơ trên lửa và cứ thế thịt trong ống nứa sẽ chín, mùi thơm của thịt bay khắp ngọn núi khiến cơn đói của họ tăng gấp bội. Quay lại nồi gà thì cũng đã chuẩn bị chín. Sau khi bàn bạc hội ý thì họ đưa ra quyết định ăn thịt gà nấu cây chuối trước rồi ăn thịt lam ống nứa sau. Họ rót từng chén rượu và thưởng thức miếng thịt gà nóng hổi. Đến khi bình rượu đã cạn thì món thịt lam trên bếp cũng đã chín. Họ dùng dao chẻ hết lớp vỏ cháy bên ngoài ống nứa. Bên trong chảy ra một thứ nước béo, ngậy, thơm mùi thịt rừng, khiến cho các thành viên trong nhóm vô cùng háo hức. Một ống rồi hai ống họ lấy ra rất khéo léo, tránh để thịt bay ra ngoài đất. Tiếp theo thì họ uống rượu khoảng mấy chục chén thì họ quay ra ăn cơm. Nồi cơm tuy cháy một góc nhưng khi dưới nước gà béo thì nồi cơm vẫn hết như thường. Cơm hết thì video review cắm trại đồi bù cũng xin kết thúc tại đây. Kính mong các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem nhiều video mới nhất trên kênh Vinh Tom TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thức ăn vẫn còn nhiều. Rượu thì còn chắc là còn tầm 5 lít nữa. 5 lít nữa. Em vừa làm xong mà. Đấy, lại quay vòng nhanh thế. Cái vòng để bên kia gì cơ mà. Em vừa làm, em đặt đây mày. Anh đưa cho em, anh đưa thằng này. Rồi mời anh em nhá. Đi rừng phải làm tí này mới chịu được cái cảnh ở trên rừng giống này các bạn. Cắt cơn. Đây. Bóc luôn mà. Bóc nó mà bóc, bóc thôi, tí ăn bóc sau mà. Cái mỏ tiên không bóc. Mình với thằng Nam là ăn cơm rồi. Còn Tài mấy anh Tư thì chưa ăn cơm, đang uống. Ăn cái đùi đi. Không phải như các bạn là riêng ấy. Lên rừng lên đồi này ăn làm luôn nghe làm... nó ngon hơn ở quả nhà nhiều. Tí nữa ở nhà uống không vào, không muốn uống luôn. Trong lúc anh em gọi còn giả bộ không nghe máy, nhưng mà đưa lên trên này thì uống riêng mà uống hết nó thoải mái mà. Mà ăn cái gì cũng ngon, uống cái gì ngon, làm kiểu gì cũng ngon. Kia nó có quánh 3-4 cốc mẹ. Hôm đấy định hạ mình nhau. Hai anh em uống riêng à? Uống riêng. Gắp cho cái đuôi. Ngon quá. Không uống riêng, bác bảo là... Cái đồ này mà không uống thì nó hơi phí nhỉ? Mày nói là bảo là... Thì tí lại gắp cho hẳn, tí lại không gắp nữa mà vác hẳn cái đùi thì căng. Tại rất là uống bác Tư phát cho nó chiều đi... bắn chuột rồi cho nó may mắn à. Các bác cứ yên tâm, chơi hết nửa đâu. Thế bây giờ mời anh Tư một chén nhé. Dạ, anh em chơi hết nửa luôn trước nhé. Mình cho nhiều mà. Chưa khỏe bác. Đấy, thôi thế, dạ. Thầy nó thế. Chiều đi cố gắng là tối nay là chuột, bắt mấy con chuột cho anh em là tối nay là xem cái không, nếu mà hôm nay có thêm người video thì mời tất cả nhé, có người bác đồ cho thì bác. Lúc bác thêm mấy cái kẹp đi, lúc em định mang mấy kẹp đi. Hôm nay toàn bộ là bạn không bạn bán bằng cái súng chun gì. Ừ đấy, loại là cũng không phải cũng mày hôm trước
bọn em lên rồi, đặt bẫy rồi. Bây giờ. Hôm nay em xem địa hình rồi thì lên đặt bẫy rồi. Thế hôm nay đi mấy con này là bẫy à? Một số bán súng chun. Đặt bẫy với đặt mồi ấy, đặt mồi sắn này. Đặt mồi để cho nó đến ấy, xong là mình cứ đến là... Đây là toàn là chiêu ná rồi. Em bẫy lồng mà. Ừ. Có em đặt mấy bẫy lồng luôn. Rồi. Lồng nhỏ. Hy vọng là chiều nay anh em sẽ bội thu. Để tối nay chúng ta sẽ có cái món này này, nó chế món làm, chế biến làm xin lỗi các bác, chế biến các cái món này theo một cái kiểu mới, hoặc là như này cũng đã ngon rồi, như này nhưng mà thêm rau cỏ vào nữa. Đúng rồi. Nhưng mà cũng trên vẫn là làm. Trên rừng này thì rau cỏ khả năng nó hiếm, không khó. Rau rừng ấy, rừng rau rừng nhiều loại luôn, cho vào nó để đắng mà anh nhầm kiểu. Lúc này mà anh vào một là cái rau chua này nhá, thấy cái rau mùi tàu ở đây này, có mùi cây, có ở đây có rau mùi tàu, em nói thẳng có phải mùi tàu bên này này có, ôi nhiều luôn đấy. Ở góc bên kia nhiều luôn đấy, cái món đấy mà cho vào là thơm mà, không nhưng mà cái rau chua ấy thì không cho nhiều được, nó chỉ vừa phải thôi, nó căn theo lượng thịt của mình, nhưng mà cái lá lốt rừng ấy cái rau đau ấy đấy, mượn sao bát ăn uống thoải mái luôn. Bát này các bác này, bát đẳng cấp đấy. Đúng người rừng đấy, là vỏ như này này. Vỏ cây chuối mà các bác, vỏ cây chuối để xào cái này bóc ra. Đây, bóc ra luôn. Cái đây phần già bên ngoài này, cái vỏ già bên ngoài này, còn cái phần non hơn đấy, non hơn đấy anh em tôi thái vào đây rồi, không vứt bỏ gì cả. Còn cái phần tươi lại là cho gà ăn rồi. Chiều nay sẽ có còn lại ban gà nữa, ban gà lúc sáng quay là ba con gà còn sống đấy. Con gà này ở nhà thì anh Tư mổ sẵn ở nhà rồi, lên đây để nấu thôi. Còn chiều nay thì nhiệm vụ của anh em là vừa đi săn bắt rồi để cho thịt ban gà. Trông ban gà. Thế. Thôi bây giờ là xin phép các bác là không, chiều đi đặt bẫy tí nữa ăn nhà trông bẫy. Tắt đi để ăn cơm cho các bác nhá. Hôm chiều anh em mình có công việc rồi. Mình sẽ quay tiếp tục chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xem là cái Tết ở trên này nó như nào. Đang liêng cái kia, nó ăn hôm nọ nó ăn được thấp thấp đấy, nó ngủ xem bằng đây này. Cơm của anh Tư chiều tối kinh khủng khiếp chưa, nó ngủ đây mà dã man chưa, bằng cái tô. Nhưng mà cơm này là chỉ ăn cơm khô thôi, không ăn cơm chan được. Không chan mà, nhưng mà chỉ chan chan vừa là kiểu nó vừa đủ cơm là thì đủ thấm, đủ thấm thì nó vẫn chan được, kiểu là dưới nước thịt thì được, dưới nước tưới vào ngon đúng không. To đấy, con này to đấy, bằng 2 watt đấy, hơn đấy chứ. Chà, vét thì khéo hết.